TH Chung Yêu thì nó giống món gì? Sinh tố là tí nữa ăn sinh đá tố hả? Không ăn đừng đánh xem đi. Ướp lạnh hôm nay mới có trái cây để làm lạnh khỏi đá. Như sinh tố phải không? Sinh tố họ cũng làm vậy không? Rồi, đang quay clip.